Lady Jin và bạn trai kém 10 tuổi yêu trong bí mật suốt 7 năm. Lim Huyên Tê yêu Lady Jin từ cái nhìn đầu tiên. Hai người gây chú ý khi thông báo kết hôn vào tháng 10 năm nay. Hero Pop đưa tin Lim Huyên Tê và Lady Jin tiết lộ chuyện tình yêu của họ. Vào ngày 19 tháng 4, nữ ca sĩ đăng tải video lên trang cá nhân để cảm ơn lời chúc của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô cùng chồng sắp cưới chia sẻ về quá trình tìm hiểu nhau. Lady Jin gặp Lim Huyên Tê khi ghi hình chương trình Audition Chắc. Thời điểm đó, Lim Huyên Tê là fan của Lady Jin. Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và chủ động xin số điện thoại để theo đuổi nữ ca sĩ. Trong khi đó, giọng ca sinh năm 1984 phát hiện nam diễn viên trẻ tuổi hơn. Cô cho rằng anh là người đàn ông dễ thương. Giọng ca 39 tuổi cho biết cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò bí mật. Nữ ca sĩ thường sử dụng tên giả để đặt chỗ ở nhà hàng. Ngoài ra, Lady Jin chờ đợi trong suốt thời gian Lim Huyên Tê nhập ngũ. Họ thường gửi thư cho nhau mỗi ngày, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã khi gặp nhau. Chúng tôi rất hợp nhau, cô nói. Ngày 14 tháng 4, Lady Jin và Lim Huyên Tê gây chú ý khi tuyên bố kết hôn. Cặp sao dự định tổ chức lễ cưới ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 10. Khi tin tức xuất hiện, tôi nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên vì chúng tôi chênh lệch 10 tuổi. Nhiều người bất ngờ vì chúng tôi đã hẹn hò được 7 năm, Lady Jin nói. Trong khi đó, bạn bè tỏ ra tức giận với Lim Huyên Tê khi anh giấu chuyện hẹn hò suốt thời gian dài. Lady Jin, tên thật Jun Ji Hai, sinh năm 1984, gia nhập ngành giải trí với tư cách giọng ca chính của ban nhạc Achiebird vào năm 2006. Cô được ca ngợi là nữ thần Hongdae nhờ ngoại hình ấn tượng. Gần đây, cô thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong dự án Bride of Black. Lim Huyên Tê sinh năm 1994. Anh xuất thân là thần tượng, ra mắt cùng nhóm VIP Flow với nghệ danh Hai Top. Sau đó, nam nghệ sĩ được khán giả biết tới qua vở kịch Trendy hay Love in Heaven. Lim Huyên Tê phát triển sự nghiệp diễn xuất khi góp mặt trong một số bộ phim như People with Flaws, Tipping, Unintentional Love Story và gần đây Taxi Driver 2.